Lan Chivo mến chào cả nhà. Hôm nay mời cả nhà cùng dạo với Lan Chivo vòng con đường phố Trần Phú, đường Trần Phú của thành phố Nha Trang về đêm nha. Dạo thử một vòng về đêm con đường Trần Phú có nhộn nhiều không ha. Trường.
tiết rất là mát mẻ, dạo dọc con đường Đồng Phú này vào đêm rất là dễ chịu, gió riu riu nhẹ nhẹ, lạnh lạnh, sướng. Còn đoạn chỗ cái biển này có góc đường lên lợi này có cái xe di động. Bán đồ ăn cả nhà. Coi thử có cái gì vậy? Kem hả? Đợi kem lên cho đau bụng sao? Đồ ăn kem viêm họng á. Ăn kem viêm họng á. Ôi. Đó không? Đó. Là... Ờ làm đừng có bỏ đá. Bỏ ít đá thôi. Không có ăn kem được. Ăn trà sữa đi. Uống trà sữa ngon lắm, chú kêu trà sữa ngon lắm. Đây này anh nha. Kem với trà sữa nước ép. Xe di động nằm gần chỗ đường Trần Phú. À hết kem rồi, chú kêu hết kem rồi. Chỉ còn trà sữa thôi. Hết kem rồi, chú nổ máy xe chuẩn bị chú về rồi nè, chú bán hết kem rồi. Ô trời lạnh đây, chú đâu bán kem đâu, chú bán nước, trà sữa, uống rồi. Cho ít đá thôi nha anh. Kem ý, trà sữa, nước ép nè. Hấp dẫn không? Nhiều ly vậy anh? 30 anh ơi. 30 hả? Đó. Trà sữa. Rồi. Dạ. Rồi, cảm ơn. Này, trà sữa này cả nhà. Đó, hấp dẫn không? Đúng không? Hả? À, từ từ. Ở lấy à. Đó thì ngay góc này là có một cái xe di động cả nha. Xe di động đứng ở chỗ gần biển nè. Bán trà sữa rồi kem ý rồi. Nước ép. Mọi người ai có nhu cầu thì sẽ mua ăn. Uống cũng vui. Mình khu vực đây gần biển. Đó, có mấy bạn trẻ cũng đang chuẩn bị mua nữa nè. Đây có các bạn giá luôn. Ốc quế là gì? Ốc quế 2 ly 35 ngàn. Đó. Cá viên chiên trà sữa 28, trà ô long, trà sữa gạo rang 30 ngàn, đó. Trà chanh 30 ngàn, cà phê đá 20 ngàn, cà phê sữa 23 ngàn. Đây cả nhà, xe rất là đẹp. Đây là khu vực biển. Sông biển cũng rất là nhẹ nhàng, trắng xóa rất là đẹp. Mọi người đi dạo dưới biển, ngồi biển không mát này nha. Dọc con đường Trần Phú, đoạn này góc gần đường Lê Lợi và đường Trần Phú cả nhà. Rồi, Lan Chivo xin tạm dừng video tại đây. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem video nhé. Xin chào cả nhà.